Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, kế hoạch trong năm mới là sẽ nâng cấp lên cái công việc mà livestream nè, rồi những cái hoạt động như là kể chuyện ma đồ các thứ. Thì hôm nay mình có tham gia một cái buổi workshop ha của Sony do Proca, đây là Proca ha. Proca anh em trong giới chắc cũng biết nhiều rồi. Thì mình sẽ nhờ Proca gọi là giới thiệu cũng như là hướng dẫn mình để sau này cái công việc livestream nó sẽ hiệu quả hơn, đẹp hơn, ấn tượng hơn các bạn ha. Đây là cái không gian, cái bàn làm đó, việc đầu tiên đó. Là cái bàn nó đang đứng đúng không? Đúng rồi. Số 2 cái rồi mình vô mình ngồi. Rất là hiện đại luôn nha các bạn. Rồi vô ngồi anh. Trời, hơi bị gấu á. Hôm bữa cách đây mấy bữa là mình có là quay cái góc livestream của mình cho các bạn coi rồi, nó rất là đơn giản luôn. Đó thì cái này là một cái phiên bản phải nói là cực kỳ hiện đại và xịn luôn nè. Giờ rồi. Giờ sao nhấn số 1 nè. Số 1 nè. Đó, lúc đó anh chuyển sang camera này. Oh. Nhưng mà hơi tối đúng không? Đúng anh rồi, nhấn lên tối. Đèn đi. Lên đèn. Bấm vô đúng rồi, bấm mạnh vô. Oh. Đó. Tất cả sáng là tự động đúng không? Không có cần phải điều khiển cái gì mà ngoài hết. Ví dụ ở nhà của mình đi, anh cái góc đó hôm nay anh có cái máy tính, hôm thì anh tính quay phim livestream, nhưng hôm anh vẫn phải dựng phim, đâu phải lúc nào cũng mở đèn tắt đèn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có nút cái tốc tắt đèn. Nút bên đây tắt đèn. Đó. Và khi mà tắt đèn á, và khi bây giờ chúng ta muốn livestream thì thường chúng ta phải tắt đèn trong phòng, trong nhà. Anh nhìn lên trần. Đúng rồi. Rồi chúng ta bấm cái nút này tắt đèn trần. Mở đèn trần. Đó. Rồi kế bên cái đèn trần thì chúng ta sẽ có cái nút để điều khiển cái đèn hiệu ứng phía sau. À, đây bấm vô luôn, bấm vô luôn, bấm vô. Rồi. Rồi mở nó lên rồi bấm cái nút dưới. Nút dưới. Rồi nút dưới nữa. Đó. À là đủ gọi là kiểu luôn đúng không? Muốn chọn sao chọn luôn. Chính xác. Rồi bây giờ chúng ta mở đèn lên, chúng ta bắt đầu livestream. Đó. Quý vị đem đồ đây livestream bán hàng luôn rồi. Rồi bây giờ cái này hay nè, anh cầm con chuột, anh để gần cái màn hình này, để gần cái máy camera xem nè. Mình che cái mắt mình lại chút xíu. Đó. Anh thấy lấy nét không? Rồi lấy nét rồi. Đó rất là nét rồi, bỏ xuống nè. Rồi mình làm lại nè, mình đưa lên nè. Đó. Rồi. Ở đây á là nếu như mà chúng ta bật đây, hồi nãy chúng ta không có bật cái chế độ. Chế độ này gọi là chế độ bán hàng. Trên số máy Sony nó có một chế độ gọi là chế độ bán hàng, nó là product showcase. Nếu anh tắt á thì nó sẽ ưu tiên lấy mặt anh. Anh làm cái gì nó cũng sẽ không bắt cái gì phía trước. Đó là hồi nãy giờ mình remote, còn bây giờ em đã bật chế độ bán hàng lên rồi thì bất cứ thứ gì anh đưa gần camera là nó sẽ lấy nét ngay lập tức, anh thử đi. Đúng rồi, đó, thấy không? Vô cái là lấy nét liền. Vô nói lấy nét liền. Thì hiện tại là chỉ có Sony họ có cái giải pháp product showcase đó để khiến cho cái việc livestream bán hàng của mình nó dễ dàng, mượt hơn đúng không? Mượt hơn. Rồi. Tại sao chúng ta cần phải nhiều camera? Anh nhấn nút số 2 đi. Rồi, anh đã qua đây nè anh. Qua chuyển qua camera này rồi đó. Chuyển qua camera này thì camera là camera dọc. Nếu như mình có những cái nền tảng mà trên dọc thì mình sẽ cần camera dọc. Và anh thấy không, không có dây. Ít dây, dây lại giấu được trong em mà mình hoàn toàn di chuyển được camera. Xịn quá các bạn ơi, xịn quá. Đó. Tại nhiều khi mình thích đứng, mình thích ngồi. Với những bạn nào mà bán những cái món hàng mà đặc trưng kiểu như là beauty thì các bạn sẽ cần một cái camera beauty. Thì cái camera nó phải đặt trên trong một cái ring light. Và nhờ cái con ZV1 này nó nhẹ, nó rất xịn nhưng nó vẫn nhẹ. Chúng ta có thể đặt nó lên trên một cái ring light, rồi chúng ta bỏ nó lên trên một cái arm, và chúng ta có thể di chuyển nó khắp nơi trong cái bàn của mình. Rồi. Đỉnh đúng không? Quá đỉnh luôn. Rồi. Anh nhấn nút số 3 nha. Đây là cái góc mà review. Mình bán hàng mà. Thì mình đưa hàng thì đây là cái hàng từ top shot xuống. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ đưa cái đồ thôi mà mình không có cái mặt của mình thì người ta sẽ không biết được cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Thì đây là demo, lúc nào cũng em cũng muốn là có một cái góc nhìn vô sản phẩm, nhưng mà mình phải có cái mặt mình, cái có camera nhỏ ở dưới. Rồi anh cho nó số 4 đi. Nút số 4 nó cũng giống như nút số 3 thôi. Nhưng mà nó sẽ đổi qua camera này là dành cho những bạn dạy học beauty, vlog, muốn hoặc là bán hàng những thứ gì đó liên quan đến nhan sắc. Thì không phải chỉ là sản phẩm không, mà bạn cần show cái mặt đẹp của mình thì bỏ lên trên camera này. Là hợp lý. Và mọi thứ nó đều nằm trên một cái bàn hết. Ở dưới không có dây.
và mọi thao tác đều trên một cái phím điều khiển này hết luôn. Đúng rồi, tất cả mọi cái luôn các bạn. Chúng ta có một cái màn hình Asus 4K 27 inch và anh thấy rõ ràng là khu vực của chúng ta rất là nhiều đèn nhưng nó không bị chói. Đúng rồi, không chói, không bị chói vô, rất là đẹp. Và cảm giác của anh khi anh nhìn vô cái camera này cũng vậy, anh cũng sẽ thấy là cái đèn nó không có chói mắt anh rất là dễ chịu. Đúng rồi ha, rất là dễ chịu. Một cái khu này mà nó điều khiển được hết, nhưng đây mới là cái độc đáo nữa nè. Anh đeo cái tai nghe bên kia đi. Trước khi anh đeo vô, mình nhìn thấy đây là trung tâm thương mại, ồn ào, có nhạc, có người. Và anh đeo tai nghe vô. Rồi anh nói vô micro đi anh. Alo, alo, alo. Anh có nghe giọng mình không? Có, có, nhưng vẫn nghe được tiếng ồn. Đúng rồi. Nhà mình cũng vậy, đâu phải ai cũng có phòng cách âm. Đúng rồi. Thay vì tiền mình thi công phòng cách âm đúng không? Mình mua đúng món đồ. Và bây giờ hãy xem AI trí tuệ nhân tạo cộng với setup đúng nó như thế nào nè. Một nút bấm duy nhất, không gian yên lặng. Giờ anh nói vô thử. Alo, alo, alo. Nghe đúng cái giọng mình không? Không có nghe gì bên ngoài luôn các bạn. Là hồi nãy anh bấm đó, anh nói thử lại cho em thôi. Alo, 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 alo. Đúng không? Rất là đã đúng không? Đúng rồi, đã. Và anh nhìn cái da của mình và cái trên cái màn hình thì với cái ánh sáng này á, mình làm hoàn toàn cái da nó rất là đẹp, nó rất là nai. Đẹp trai hơn nhiều. Đẹp trai hơn nhiều luôn á. Khoái rồi. Khoái cười luôn á. Khoái rồi đúng không? Khoái khoái rồi. Đó. Và rõ ràng là với cái giải pháp của em, micro không mắc. Nhưng mà setup đúng thì mình sẽ không còn phải lo về cái chuyện mà xung quanh nhà cửa nó ồn ào như thế nào nữa. Mình hoàn toàn mình có thể làm vlog bán hàng. Con nít xung quanh nhà mình nó chơi thoải mái, mình không có, mình không phải la rầy nó là nó làm ồn mình. Và cái góc tập trung mà anh rõ ràng anh thấy với em là cái góc này nè, nó nhiều đồ nhưng mà nó đẹp, nên do đó là anh có để nó trong nhà nó cũng không ảnh hưởng đến cái không gian thiết kế nội thất của anh. Và khi mình không làm nữa, mình không xài gì hết, mình cất vô, mình thu cái am lại, mình cất vô, đúng không? À, đúng luôn. Và anh có rất nhiều cái không gian ở dưới để anh bày đồ bán hàng trên cái, ở dưới là để đồ đúng không, còn ở trên để rất là nhiều đồ với sample. Quá đã luôn. Còn đèn, tại sao phải là đèn như thế này? Tất cả đèn của em đều liên kết bằng wifi. Mỏng, gọn, nhẹ và không chói ha. Không chói, đèn rất mịn. Và đèn này, tại sao phải là đèn này? Anh sẽ không bao giờ anh kiếm được một cái ring light nào mà nó có 50W lớn như thế này, công suất rất sáng. Đèn anh mua ngoài chợ á 10W à. Đèn anh mua những cái bảng này ở ngoài chợ giỏi lắm là 20W, còn con này 50W. Phải là như vậy thì cái đèn phía sau nó mới lên màu, chứ nếu không là cái đèn phía sau á nó sẽ quá sáng, nó không lên màu. Bóng này, đèn của em, anh biết em là nhiếp ảnh nên đèn em rất chất lượng. Đèn ở đây phải là bóng đèn được sản xuất từ Đức, lắp ráp tại Trung Quốc nhưng bóng là sản xuất tại Đức, hệ bóng Osram trên đèn Elgato Keylight. Keylight đây là ring ring light. Và chúng ta có những cái đèn xung quanh này, nó đánh cái backlight, anh thấy cái ven, cái ven mặt anh nó lên, cái ven mặt nó lên cái khối. Và nếu như anh là người tập thể thao, anh tắt một đèn đi thì lúc đó anh sẽ nhìn thấy cái mặt của mình ở trên. Cái này rất là đẹp anh. Đây cái nút tắt đèn, tắt bớt đèn đi, nó sẽ tạo cái khối đó. Rồi đẹp quá, hình ảnh chất lượng quá. Đó, đó là toàn bộ cái hệ thống của mình. Cái này là mình cũng có nhận setup hết toàn bộ vậy luôn hả em? Riêng anh thì em sẽ giúp bọn anh setup toàn bộ như thế này. Việc của chúng ta là gì? Muốn mua cái gì checklist ra đó. Sẽ có người đến lắp đặt cho anh. Ồ, đúng theo nhu cầu luôn đúng không? Đúng theo nhu cầu. Đúng theo nhu cầu luôn. Nó đẹp quá, không ngờ mình đẹp vậy luôn á. Anh cũng soi gương hoài luôn mà anh không có hình dung là mình đẹp vậy luôn á. Nhờ ánh sáng, nhờ thiết bị hết các bạn, nhờ setup đồ này họ hết. Dù là có đồ, đâu rồi, sử dụng cái camera này bấm lúc nào quên rồi. Camera này bấm nút số 4 không ta? Đó, số 4, livestream. Đó, livestream, để đây. Rồi, mình nè, đó. Mình nhìn qua bên phải, tay phải mình nè, đó. Đó. Quá đẹp. Rồi, anh nhấn nút số 3 đi. Nút số 3 thì lúc đó cái camera nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Cái camera nhỏ nó ở đây. Cái này dành cho những bạn dạy học, chơi game. Đấy.
không gian phía dưới rất là nhiều để chúng ta có thể setup decor. Ví dụ như này mà nguyên một cái combo này, nguyên một căn phòng này y chang vậy luôn, từ không biến thành thế này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 600 cho tới 800 triệu. Nhưng vấn đề của chúng ta là gì? Đâu có ai đi từ cái bãi đất trống đâu, người ta sẽ có cái này có cái kia. Và do mình không biết xài thôi nên mình cứ mua dần những mảnh ghép dần. Thì bắt đầu từ khoảng 30 50 triệu là đã làm được rồi. 30 tới 50 triệu. Em nói ví dụ anh chỉ cần mua nguyên một combo là nguyên cái cây vậy thôi. Máy ảnh ZV1 ring light cộng với lại cái arm này gắn vô và một cái bàn điều khiển, 30 triệu à, tất cả setup này có 30 triệu. Hợp lý đúng không? Quá hợp lý. Mình rất là thích luôn á, kể cả cái ghế này luôn, ngồi cũng rất là đã. Ghế công hay học, công ngồi hay học. Nhiều khi nó êm. Sướng quá ta. Anh em mua hàng nhiều nhiều, tôi có tiền tôi đầu tư. Nên nhiều khi mình nói á, mua một hay hai sản phẩm nó không giải quyết được vấn đề. Đúng rồi. Mình đem tất cả ra đây, em đem tất cả ra đây nhờ Sony họ hỗ trợ một cái phòng để như thế này cho anh em trải nghiệm. Thì khi anh em tới đây anh em trải nghiệm, anh em mỗi một người anh em tới đây họ sẽ có một số thứ và họ chưa có một số thứ. Không ai giống ai cả. Nhưng khi ngồi vô đây với giải pháp tổng thể, họ biết họ thiếu cái gì, họ có cái gì, và sau đó là họ ghép cái mảnh ghép nó vô. Chứ không phải là tới đây tôi bắt các bạn mua hết hay các bạn phải mua giống. Đây chỉ là gợi ý như cái bay. Và cái bay nó còn hay ở chỗ là anh muốn thử bất cứ thứ gì, anh chỉ cần cầm laptop của anh cắm vô đây là anh livestream luôn. Anh không cần phải login account vô hệ thống máy ở đây luôn. Nó rất là private. Em đã chừa sẵn cổng. Nên do đó là khi mình cần bất cứ thứ gì là mình chỉ cần cắm vô mình là mình có thể sử dụng cái bass đây. Những anh em chơi DJ, chơi nhạc hay là artist có thể vẽ, có thể tới cắm cái bàn nhạc, đàn, hát của mình tới đây. Vậy đó. Quá xuất sắc. Thật sự là nó quá đẹp đấy các bạn. Nó làm nó như là trước nay các bạn thấy là mình là gọi là cây nhà lá vườn thôi. Nhưng mà khi mà vô một cái không gian mà được set up mọi thứ nó chuẩn và hỗ trợ của những cái thiết bị mà xịn sò như thế này thì ấn tượng hơn hẳn luôn. Đẹp lung linh luôn. Đẹp mà mình ngỡ ngàng luôn á, không nhận ra mình luôn. Thích thật sự luôn. Thì như mình nói là nếu mà tháng 5 mình phát triển cái content mà về kể chuyện ma đồ á thì những cái âm thanh ánh sáng là nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là tốt với đó ha, tạo những cái hiệu ứng tốt hơn, tốt nhất có thể luôn. Đúng rồi. Đó. Rồi. Và khi giờ mình không xài nữa đúng không? Rồi, anh bấm nút tắt đèn. Nút này. Rồi mình đi ra. Nguyên cái full combo này từ 600 tới 800 nha các bạn. Có nghĩa là từ một cái căn phòng trống á, setup y chang như thế này luôn. Giống như cái miếng phía sau đi thì nó sẽ rơi vào giá khoảng tầm hơn 750, 700 một miếng. Thì cứ nguyên cái này là 50 miếng. Cảm ứng được mà. Mình đã từng tuyên bố là mình không mê công nghệ nhưng mà giờ mình phải đổi ý các bạn. Mê quá. Quá tuyệt vời luôn. Đã chạy hơn hẳn. Rồi cảm ơn Nam đã tới okay. Đây trải nghiệm lúc này. Rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Ok các bạn, hôm nay rất là vui, vinh dự và cũng như có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Thì được Proca đã dẫn đi một vòng, phải nói là trên cả sự tuyệt vời luôn. Ở đây không gian của Sony họ còn rất là nhiều thứ anh cứ trải nghiệm. Còn cái gì anh muốn bàn này anh cứ liên hệ riêng em. Okay. Anh biết số điện thoại em rồi đó. Ok. Ok rồi. Em rồi, qua năm mới mình sẽ đẩy mạnh cái việc livestream bán hàng cũng như là làm những cái content nó yêu cầu về mặt âm thanh ánh sáng nó tốt hơn thì chắc chắn sẽ kiếm Roca, nhờ Roca giải quyết vấn đề. Ok. Rồi. Thank you em rất là nhiều. Rồi. Ok mọi người. Thank you mọi người đã xem clip ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye.